Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm cây dừa bằng ống hút. Thì lúc trước mình đã giới thiệu cho các bạn làm cây chuối rồi, cũng bằng ống hút luôn. Đây, và bây giờ đây là tác phẩm của mình làm ha. Đây là cây dừa. Thì trước tiên muốn làm được cây dừa như thế này thì các bạn chuẩn bị cho mình ống hút màu xanh và để làm lá. Còn ống hút màu đà hoặc là màu tím than nha các bạn, để làm thân cây dừa. Không có màu đà cho nên mình lấy màu tím ha. Thì mình một cái cây ống hút như thế này thì mình có thể chia ra làm ba đoạn của để làm chiếc lá ha. Các bạn có thể cắt dài ngắn thì tùy các bạn. Đây mình làm ha. Các bạn làm mấy lá thì các bạn cắt mấy ống như vậy ha. Thì sau khi mình cắt xong như thế này rồi thì các bạn lấy kéo, các bạn cắt cái ống hút ra như thế này. Các bạn cắt ra như thế này. Các bạn gấp cái mặt trái ra ngoài và đưa cái mặt phải vào bên trong ha. Đây, mình gấp cái mặt phải vào bên trong. Đưa cái mặt trái ra bên ngoài như thế này. Và mình vuốt thiệt là mạnh để cho lấy cái đường gân của lá dừa, thấy không các bạn? Thì sau khi mà ấy xong như thế này, các bạn có thể gấp lại cắt luôn một lúc cũng được ha, tùy các bạn. Còn các bạn sau khi mà ấy như thế này, mình chỉ một kéo lên trên và mình cắt cong như thế này các bạn, thấy không các bạn? Mình cắt cong rồi tiếp theo mình cứ làm tương tự như vậy mà mỏng hơn nha các bạn. Các bạn cắt mỏng lên, lá dừa nó càng mỏng càng đẹp nha các bạn, thấy chưa các bạn? Đó. Rồi các bạn cứ làm theo cho hết trên cái ống hút như thế này. Rồi các bạn làm theo mình nha, càng mỏng càng tốt. Mà các bạn nên nhớ đừng cắt sát cái gân lá quá nha các bạn. Khi các bạn mua ống hút thì các bạn nên chọn những cái loại ống hút là mỏng ha, mỏng màu đậm. Ống hút dày thì nó không tạo được cái độ mềm của cây dừa đâu nha các bạn. Các bạn cắt mỏng lá, càng mỏng càng tốt, tùy kéo tay từng bạn nha các bạn. Rồi khi cắt như thế này thì các bạn chừa cho mình một miếng, đúng không ạ? Miếng này thì mình tạo đầu chữ V phía trước lá, đúng không ạ? Đầu chữ V ha. Và bên này mình làm tương tự ha, mình cắt từ dưới lên trên. Khi mình lật ngược lại mình cắt độ cong của lá. Các bạn có thể gấp đôi cái ống hút rồi các bạn cắt luôn cùng một lúc cũng được, nhưng mà nó hơi bị so le, nó không được đẹp cho lắm, cho nên các bạn là tỉ mỉ thì các bạn lật và cắt hai đầu như thế này ha các bạn ha.
Rồi, khi cắt xong như này thì các bạn lật cái miếng, lấy cái kéo lật phía trong mặt phải, các bạn rút cong, rút cong cái lá lại. Tùy độ các bạn rút, các bạn muốn cong như thế nào thì các bạn có thể xoắn theo cái chiều ha, mình làm theo tay, lá nó cong nó xoắn thì tùy các bạn ha. Đây thì mình đã xong một cái phần lá dừa như thế này, thấy không các bạn? Đây. Ha. Và các bạn làm tiếp theo và liên tục như vậy ha, nhiều lá như thế này. Đây, thấy không ạ? Mình đã làm, mình cắt trước rồi, thấy không ạ? Đó. Đây. Thì các bạn muốn ráp một cây dừa bao nhiêu lá thì các bạn cắt bấy nhiêu ha. Rồi. Sau khi mình cắt lá xong thì chuẩn bị mình ráp vào thân cây dừa thì các bạn dùng cho một ống hút như thế này, thì các bạn cắt một đoạn như thế này, tùy các bạn cắt dài hay ngắn, hay là muốn cây dừa cao thì cao, muốn cây dừa thấp thì thấp như các bạn ha. Khi mình cắt xong như thế này thì trước tiên mình ráp lá vào á, thì mình tạo cho nó một cái bệ lá dừa non chuẩn bị mọc ra đang như thế này, các bạn thấy không ạ? À, khi mình làm như thế này thì các bạn chuẩn bị cho mình là một cái ống hút, một miếng ống hút nhỏ như thế này các bạn, hút nhỏ thôi, thấy không ạ? Thì các bạn cũng lấy kéo chẻ đôi ra, cắt đôi ra, cắt đôi ra như thế này, thấy không các bạn? Thấy không ạ? Rồi các bạn lấy kéo cắt cong một miếng thôi, một bên nửa cái ấy thôi các bạn, cắt cong thế như thế này các bạn, đó, các bạn cắt cong như thế này, thấy không ạ? Rồi các bạn lấy keo, các bạn kích vào trong này để khi mình quấn lại nó sẽ dính chặt không bung ra đó. Khi mà như này thì các bạn quấn cong nhỏ 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 lại ha. Quấn cong lại càng nhỏ càng tốt nha các bạn, tùy các bạn lại cắt ống hút dài hay ngắn để làm cái chỗ, thấy không các bạn? Này nhỏ như thế này ha. Các bạn càng nén chặt là càng tốt nha các bạn. Như thế này các bạn chích keo lại ha. Chích keo lại như thế này để giữ chắc. Không ạ? Tùy các bạn cũng làm cái bệ này ngắn hay dài là tùy các bạn. Ừ. Sau khi ấy xong thì các bạn chích cái đầu vào, cho một cái keo chích vào cái này, thấy không các bạn? Đây, các bạn cũng cho keo vào, nghe nè, các bạn chích nó vào, thấy không các bạn? Rồi tiếp theo ta sẽ ráp lá, ta ráp lá, thì ta cho một miếng keo vô ngay này. Và bên trong này các bạn, một con lực ta đính vào, ta đính vào như thế này, thấy không các bạn? Chưa? Rồi thì tiếp theo ta làm tương tự như vậy, ta sẽ ráp những so le nhau, song song nhau các bạn ha. Đây, ta được lá thứ hai, thấy không ạ? Rồi và tiếp theo ta ráp như thế này, song song xen kẽ nhau. Ta được lá thứ ba, ta các bạn, rồi lá thứ tư, ta sẽ ráp như thế này, ta được bốn lá, ta các bạn, rồi tiếp theo.
theo thì ta ráp tiếp theo đó. Rồi. Thế là ta đã làm hoàn thành xong cây dừa ha. Thân các bạn. Xong cây dừa. Các bạn muốn làm quả của cây dừa thì các bạn chọn màu vàng, màu cam hoặc là màu xanh cũng được. Các bạn chọn như thế này, các bạn sẽ cắt ra từng chút như thế này các bạn. Thấy không ạ? Càng nhỏ như thế này các bạn à, sao mà các bạn đính keo như thế này và các bạn dán lên như thế này làm quả dừa. Các bạn thích bao nhiêu quả thì các bạn gắn lên ha. Rồi thế là đã xong hoàn thành tác phẩm của cây dừa. Thì mình xin chúc các bạn sẽ nhìn cái video của mình và làm tương tự như vậy và đẹp. Rồi. Các bạn nhớ theo dõi video của mình và like cho mình. Mình còn những cái video tiếp theo nữa sẽ hướng dẫn cho bạn những cái công cụ làm bằng ống hút. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé.